Chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm dành làm xe 3-4 bánh, kênh video chuyên phụ tùng xe 3-4 bánh. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một số cái mẫu bánh thể thao rất là đẹp, từ nhỏ đến lớn, các thông số kích thước và giá thành từng loại một. Ở video trước mình có giới thiệu rồi, nhưng nó chuyên về các cái dòng xe bình thường, vành 4 ốc, loại vuông 7, chéo 10. Video hôm nay mình giới thiệu đến các bạn các cái mẫu bánh từ rẻ đến đắt, từ nhỏ đến to, và kích thước của nó. Các bạn theo dõi và chọn cho mình một cái mẫu bánh xe ưng ý, phù hợp với cái form xe của mình. Đầu tiên là cái mẫu bánh này. Mẫu bánh này là mẫu bánh có đường kính 30 cm, có 3 lỗ ốc ở trong vành này, giống như những cái dòng xe ATV khác thôi. Thì hầu như những cái vành từ 6, trừ 6 đến trừ 8 thì 3 ốc của nó là giống nhau hết. Cái vành này đường kính 30, bản rộng là 12 cm, có giá là 320.000 đồng. Bánh này có thông số là 13 × 5.00 - 6. Bánh này cũng cùng thông số này, nhưng mà bản nốp vuông đấy, và chất nốp nó tốt hơn. Kích thước thì như nhau, nhưng giá của nó là 370.000 đồng. Tiếp theo là đến cái bánh này có thông số là 145/70 - 6. Bánh này thì cũng cùng thông số vành, giống vành này, nhưng mà bản nốp nó, đường kính nó là 35 cm, và chiều cao lốp của nó là 14 cm. Lốp này có giá là 370.000 đồng, bằng tiền cái lốp này. Đấy, cái lốp vuông và lốp tròn này, hai thằng này bằng tiền nhau. Thằng này thì bé hơn, nhưng mà lốp nó vuông, còn thằng này thì to hơn, cao hơn, và lốp thì lốp tròn, cho nên là giá nó vẫn bằng giá lốp này thôi. Tiếp theo là đến cái vành này. Vành này có thông số là 13 × 6.5 - 6. Đều là vành thì giống nhau hết, vành trừ 6 là giống nhau hết. Nhưng mà thằng này thì có đường kính là 32. Bánh này có đường kính là 32 cm, bản rộng là 15 cm, và giá của nó là 440.000 đồng một cái. Tiếp theo là đến cái bánh này là bánh trừ 7, 100, bánh này có thông số là 16 × 8 - 7, tức là vành 7 inch ấy, và có loại này là vành 3 ốc. Bánh này thì có chiều dày là 16 cm, đường kính 40 cm, và giá của cái bánh này là 570.000 đồng. Đấy, các bạn có thể lựa chọn bánh này rất là ngầu mà giá cũng hợp lý thôi. Tiếp theo đến cái bánh này. Bánh này thì có chiều rộng lốp là 22 cm, đường kính lốp là 47 cm. Vành này là vành 8, thông số của nó là 18 × 9.5 - 8. Đấy, lốp này thì trên lốp có 4 ốc và đường chéo ốc là 8 × 11. Tiếp theo nữa là đến hai cái mẫu bánh thể thao vành nhôm hợp kim rất là đẹp. Bánh này là bánh địa hình, còn này bánh này là bánh thể thao. Sở dĩ nó gọi là bánh thể thao vì lốp nó vân trơn. Bánh này thì có chiều dày lốp là 20 cm, thông số của bánh này là 200 × 30 - 12. Đấy, đường kính của nó là 42 cm. Bánh này có giá là 1.300.000 đồng. Cái bánh trừ 8 đây, bánh trừ 8 này thì có 750 thôi, giá cũng rất là hợp lý. Và cái bánh địa hình này, cuối cùng là bánh địa hình,
Thì bánh này có chiều rộng là 25 cm, đường kính là 55 cm. Bánh này cũng có 4 ốc và đường kính từ tim ốc này sang ốc kia là 7 là 8 cm. Bánh này bên mình đang bán với giá là 1.370.000 đồng. Giá thì có thể thay đổi theo từng thời điểm, các bạn có thể liên hệ trực tiếp để đặt hàng. Trên đây là một số cái mẫu bánh mới ra bên mình hiện đang có. Các bạn cần làm cho mình những cái xe hợp lý thì có thể lựa chọn các cái thông số cho phù hợp. Với những cái dòng xe nhỏ cho con chơi hoặc là cỡ khoảng 80 cm, chiều rộng đến 1 m, thì có thể sử dụng những cái bánh, tất cả những cái bánh này đều rất là đẹp. Cái bánh này thì dành cho xe địa hình lớn một chút. Đấy, rộng khoảng 1 m đến 1 m 2, 1 m 4 thì dùng cái bánh này được. Đối với những cái xe rộng khoảng 80 thì chỉ nên sử dụng 4 cái mẫu bánh này, và nhiều lắm thì đến cái mẫu bánh này là hợp lý. Còn từ trừ 8 trở lên thì nó không cân đối lắm, thì các bạn nên lựa theo những cái đó. Đối với những cái dòng xe rộng từ 8-90 và dài khoảng 1m2 đến 1m5 thì nên sử dụng 4 cái mẫu bánh này. Giá cả nó cũng phù hợp mà nó vừa phải. Các bạn có thể xem lại một cái video trước về các mẫu bánh phổ thông để theo dõi thêm. Đây không phải là tất cả những cái mẫu bánh bên mình đang có, mà ở trong video trước nó còn khoảng một chục loại mẫu bánh khác nhau nữa, để các bạn xem hợp lý và các cái thông số vặn ốc nhất cho nó hợp lý để nó đồng bộ với lại cái phụ tùng của mình. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được video mới ra. Cảm ơn các bạn.